Cắn tay cô giáo. Cô Sullivan này, tôi đã từng mời rất nhiều giáo viên đến dạy cho Helen, nhưng mà tất cả đều bó tay. Nó không phải là đứa trẻ bình thường. Tôi sợ khi nó vừa tròn 19 tháng đã bị căn bệnh nặng khiến mất đi thị giác, thính giác và khả năng nói. Tuy bây giờ nó có thể nghe được khá hơn, nhưng nó như một con thú hoang dã. Ai đến đây đều không chịu nổi tính khí nóng nảy của nó. Bà yên tâm, hãy tin tôi. Tôi tin rằng Helen có thể tìm lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô sẽ làm được chứ? Vâng, tôi làm được. Chào Helen. Kìa, Helen. Helen, đứng lại nào. Đừng sợ, tôi là cô giáo đến dạy em học đây. Ôi, con bé, mình nhất định phải thay đổi được con bé. Nào, Helen, chúng ta bắt đầu học với con búp bê này nhé. Cô sẽ dạy em cách phát âm bằng tay. Đây là búp bê. Ôi. Nào, Helen, em phải học ngôn ngữ. Ôi, Helen, em không những phải học ngôn ngữ mà em còn phải học làm một người bình thường. Cô nhất định sẽ dạy dỗ em nên người. Đây là búp bê. Helen, em thật là... Nào, muốn chơi búp bê thì phải viết được chữ lên tay cô mới cho chơi. Búp bê. Đây là búp bê. Helen, em đứng lại cho cô. Helen. Đây là búp bê. Búp bê. Từ búp bê, em phải học ngôn ngữ. Chỉ cần có ngôn ngữ, em sẽ nên người, em hiểu không? Cố lên em, nhất định em sẽ làm được. Cách dạy của cô ta thật là kỳ quái, không giống những người trước đây. Liệu con bé có thể tiến bộ được không? Helen đã nhớ được 18 danh từ, 3 động từ, dù chỉ là ngôn ngữ bằng tay. Con bé còn biết dùng dao, dĩa và khăn ăn nữa. Tuy nhiên, con bé mới chỉ nhận thức bằng cách bắt chước. Tôi sẽ cố gắng dần dần để con bé thực sự hiểu. Thật thế sao? Ôi, con gái của tôi. Cảm ơn cô giáo, vất vả cho cô quá. Nào, tới giờ ăn cơm rồi, hãy cho mẹ xem em đã tiến bộ thế nào. Ôi, trời, cô có sao không? Con bé muốn thử thách tôi trước mặt bà đây mà. Bà yên tâm, con bé sẽ rót đầy bình nước này. Như vậy có được không? Con bé phải cư xử như một người bình thường. Nào, em hứng nước đi. Ở đây không có mẹ, đây là nước. Em mau hứng nước đi. Nước, đây là nước. Helen. Đúng rồi, nước. Giỏi lắm Helen. Mặt đất. Đúng rồi, em giỏi lắm. Cô giáo. Em thành công rồi. Em làm được rồi Helen. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo Sullivan, cô bé khiếm thị, khiếm thính, tưởng chừng như không thể hòa nhập với thế giới bình thường, đã làm nên kỳ tích. Cô đã không ngừng nỗ lực học tập và viết văn. Cuối cùng, cô đã trở thành nhà văn lớn với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô chính là Helen Keller. Chim hạt vàng. Đi mất. Hehehe.
trời sắp sang đông rồi. Chúng ta bay về phương Nam tránh rét nào. Bay nào, bay nào. Các bạn ấy thật sướng, có bầy đàn đông vui, được bay lượn khắp nơi. Hạt vàng của ta, lâu lắm không gặp con. Con chào Thượng Đế. Sao con buồn thế? À, ta xin lỗi, dạo này ta bận quá, không đến thăm con thường xuyên được. Chắc con ở đây buồn lắm. Vâng, con buồn lắm. Thưa Thượng Đế, con có thể bay xuống hạ giới cùng các bạn chim dưới kia không? Không, không thể được. Tại sao lại không ạ? À? Con có biết là chỉ có con mới được ta ban cho bộ lông vàng đặc biệt này không? Được ở lầu son gác tía, hàng ngày không cần sải cánh kiếm ăn mà vẫn được tận hưởng bao nhiêu mỹ vị trên đời. Con ở đây không phải rất tốt sao? Biết bao nhiêu loài muốn được như con mà không được. Nhưng con... Không nhưng nhị gì cả. Ta cảnh cáo con, nếu con rời khỏi đây, bộ lông vàng lấp lánh của con sẽ biến mất. Nếu con không nghe lời ta, con sẽ phải chịu trừng phạt. Mùa xuân đã về rồi. Này, chờ tớ với, chờ tớ nào. Ước gì mình được vui chơi như các bạn ấy. Mình muốn được một lần tận hưởng cảm giác tự do dưới hạ giới, được hòa mình vào thiên nhiên, cùng những loài chim khác sải cánh bay lượn. Wow, những cánh đồng lúa chín, những dòng sông trong mát, những vườn hoa rực rỡ. Mọi thứ đều đẹp làm sao. Hạt vàng, con đâu rồi? Con ở đâu, hạt vàng? Hạt vàng, con ở đâu, hạt vàng? Dám không nghe lời ta sao? Rồi con sẽ hối hận. À! À! Trời ơi, bạn bị thương rồi. Để tôi lấy lá đắp cho bạn nha. Bạn ăn đi cho lại sức. Cảm ơn bạn đã giúp mình. Có gì đâu, bạn cứ nằm nghỉ đi. Để tôi đi tìm thêm lá thuốc đắp cho bạn nha. Giờ tôi mới cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc của một chú chim đích thực. Thế trước đó bạn là gì? Tớ không biết nữa, nhưng bây giờ tớ mới cảm nhận được cuộc sống. Dù mất đi sắc đẹp, nhưng đổi lại con được tự do bay lượn, được biết đến những vẻ đẹp nơi hạ giới, được gặp những người bạn tốt sẵn lòng giúp đỡ con khi gặp nạn, được cảm nhận một cuộc sống rất đổi dung dị, bình thường mà đẹp đẽ. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi ở nơi đây. Con sẽ không hối hận, thưa Thượng Đế. Chú vẹt ngốc nghếch. Bay cả ngày mà chẳng tìm được gì để ăn cả. Tớ đói quá. Nếu cứ ở mãi khu rừng này, chúng ta sẽ chết mất thôi. Tớ cũng đói quá. Chắc chúng ta phải bay xa hơn thì mới có thức ăn. Ừ, chắc phải vậy thôi. Chúng ta chịu khó bay thêm một quãng nữa vậy. Ơ, đó có phải là một thành phố không nhỉ? Tớ đã từng nghe nói về một thành phố sầm uất gần bìa rừng. Chắc chắn là thành phố rồi. Không biết ở đó có thức ăn ngon không nhỉ? Chúng ta thử bay đến đó xem. Biết đâu ở đó có nhiều thức ăn ngon thì sao? Phải đó, chúng ta đi nhanh thôi. Ơ,
em rẹt đôi giày kia mới tốt số làm sao? Có người dâng thức ăn lên tận miệng, không phải vất vả kiếm sống như chúng ta. Kể ra không phải đi tìm thức ăn cũng thích thật. Nhưng tớ thấy ở trong chiếc lồng chật chội ấy chả có gì hay cả. Có gì không hay chứ? Tớ nghĩ rồi, tớ sẽ ở lại đây, không về rừng nữa đâu. Tớ muốn một cuộc sống mới, thảnh thơi nhàn nhã. Không được đâu vẹt xanh, rừng mới là nhà của chúng ta. Chẳng ở đâu sung sướng bằng ở nhà mình được. Ở nhà thì có mà chết đói à. Nếu cậu không theo tớ thì thôi, cậu về đi. Hãy bắt tôi đi, hãy bắt tôi đi. Ồ, một chú vẹt xanh từ đâu lạc đến đây thế này? Nhìn đó cũng bắt mắt đấy, phải bắt nó lại mới được. Ở đây sướng thật, được ăn no ngủ kỹ, chẳng phải làm gì. Vẹt đuôi dài, từ bây giờ tớ cũng sẽ được ăn sung mặc sướng như cậu. Đúng là ngốc nghếch. Mặc kệ. Ông xem con này được không? Ừ, nhìn cũng đẹp đó. Nhưng có luyện nói tiếng người được hay không á thì còn chưa biết. Nào, nói thử xem. Nói đi. Nó có hót được đâu. Toàn thấy kêu như gà thế này. Ông đừng nóng. Để tôi dạy nó dần dần. Rồi nó không chỉ biết nói tiếng người, mà còn biết làm trò cho ông xem nữa. Nào, nói đi. Nói đi chứ. Này, vẹt xanh dậy đi. Cậu có sao không? Vẹt đuôi dài ơi, tớ cứ tưởng được ở trong lòng như cậu là sung sướng. Có người dâng thức ăn tận miệng, chỉ ung dung nhàn nhã. Ai ngờ đâu... Cậu nhầm rồi vẹt xanh ạ. Ỷ lại vào người khác là tước mất sự tự do của chính mình. Giờ cậu đã trở thành thứ để mua vui cho người khác. Cậu sẽ chẳng bao giờ có cuộc sống mình mơ ước được nữa đâu. Mình đi ăn ốc đi. Hay đó, đi luôn. Ơ, Lan, tụi này đang rủ nhau đi ăn ốc nè. Cậu đi cùng cho vui. Thôi, mọi người đi đi. Hôm nay mình không được khỏe. Từ hồi chia tay người yêu, trông cậu ấy lúc nào cũng như người mất hồn. Ừ, công việc của cậu ấy dạo này cũng hay bị kêu ca. Mà anh ta đã có người yêu mới rồi, cứ hành hạ bản thân thế làm gì chứ. Biết vậy, nhưng bao nhiêu người khuyên rồi có được đâu. Năm mươi năm nữa, khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ cùng em đi dạo hàng ngày trên con đường này. Lỡ lúc ấy em không còn đi được vững nữa thì sao? Thì anh sẽ làm gậy cho em chống. Anh nhớ nha. Vợ ông ngày trước hay đi cùng ông trong công viên này, cũng ngồi ở cái ghế này. Thật vậy à? Ừ, đúng vậy.
ông thường hay kể cho bà ấy nghe những câu chuyện cười. Bà ấy thường cười sặc sụa. Bà ấy bảo, trên đời này, ông là người kể chuyện cười hay nhất. Vậy sao bây giờ ông và bà ấy không đi dạo ở đây nữa? Bà ấy mất rồi. Cháu xin lỗi. Cháu có thích ta kể một câu chuyện cười không? Vâng ạ, ông kể đi ạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chợt cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người. Cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng. Tôi vốn sợ ma. Cứ đi với tôi. Đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy câu chuyện của ông có buồn cười không? Dạ có ạ. Vậy ông sẽ kể tiếp một câu chuyện cười nữa nha. Dạ. Một chàng trai rất sợ ma mà phải đi qua một bãi tha ma. Chợt cậu trông thấy thấp thoáng trước mặt có bóng người. Cậu vội chạy đến nơi liên thoáng. May quá có bác đi cùng. Tôi vốn sợ ma. Cứ đi với tôi. Đừng sợ. Hồi còn sống tôi cũng sợ ma phải biết đó. Thế ạ? Hồi còn sống bác ma. Cháu thấy chuyện cười của ông kể có buồn cười không nào? Có ạ. Nhưng ông ơi, chuyện này ông vừa kể lúc nãy rồi ạ. Nên nghe lại cháu không còn thấy buồn cười và bất ngờ như lúc đầu nữa. Đúng vậy. Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần. Vậy tại sao chúng ta lại phải buồn mãi vì một chuyện không vui? Đúng không cháu? Hãy suy nghĩ về những gì ông nói và hãy vui vẻ lên, cháu nhé! Vàng và xám. Các con của ta đâu cả rồi? Chúng con chào ba. Tốt lắm. Ba có quà cho các con đây. Đây là hai chú vàng và xám mà ba được tặng. Giống chó này vốn sống trên núi nên rất hoang dã. Tuy nhiên chúng lại cực kỳ thông minh và dũng cảm. Các con, mỗi đứa hãy chọn và huấn luyện một chú chó. Mai này lớn lên, chúng sẽ giúp cha con ta được nhiều việc trong nông trại này đó. Ba muốn các con hãy kiên nhẫn và thật nghiêm khắc huấn luyện để chúng biết vâng lời. Các con nhớ chưa? Vâng, thưa ba. Đứng dậy. Tao bảo mày đứng dậy cơ mà. Cứng đầu hả? Đứng dậy. Ngoan nào, tao gọi mày là Vằng nhé. Lại đây với tao nào. Xám, đứng dậy. Biết nghe lời thế là tốt. Hôm nay mày phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tao. Không thì liễu hồn mà ăn đòn đó. Chuyến giao hàng lên thị trấn lần này cũng đã xong. Tạm thời được nghỉ ngơi rồi. Con chào ba. Alex đó à. Nhìn con chó kìa. Nó có vẻ ngoan đó. Cho ba xem con dạy dỗ nó thế nào rồi. Con rất nghiêm khắc với nó. Giờ thì nó đã biết nghe lời con rồi. Ba xem nè. Ngồi xuống. Đứng lên. Chà. Xem ra chú chó này biết nghe lời con trai của ta rồi đó. Tốt lắm. Bà Peter đâu? Vâng, nhanh lên nào. Mày không bắt kịp tao được sao? Cảm ơn Vàng. Chiều rồi, chúng ta về thôi. Đi chơi đến giờ còn chưa về. Thằng bé này thật là... Ba, con chào ba. Peter, nói bà nghe. Con dạy dỗ chú chó thế nào rồi? Thật tuyệt ba ơi. Vàng rất thông minh. Giờ con và Vàng đã là bạn của nhau rồi. Ba dặn con phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Thế mà con lại biến nó thành bạn.
chơi đùa với nó thì làm sao mà ra lệnh cho nó được con? Nhưng thưa ba, con sợ nghiêm khắc quá. Suốt ngày ra lệnh có khi chỉ làm nó e sợ mà tuân theo, chứ nó không có tình cảm gắn bó với mình ba ạ. Cái ba muốn là con phải huấn luyện được nó phục tùng con mọi lúc mọi nơi, chứ không phải như con nghĩ. Ba rất thất vọng về con. Peter, chuyến lên thị trấn lần này trở về, ba hy vọng con sẽ dạy dỗ lại chú chó của mình cho tử tế. Dạ. Quái lạ, sao hôm nay ta cứ thấy có gì bất an là sao? Có chuyện gì mà hai chú chó sủa dữ thế nhỉ? Trời ơi, chuyện gì thế này? Trời ơi, là động đất. Vàng, Sam. Cứu Sam, Sam ơi. Chẳng phải là con sáo sao? Hai con của ta. Các con của ta. Alex, Peter, cố lên. Vàng, cố lên. Hả? Anh ơi, cố lên. Vàng, cố lên. Ba, ba đây. Ba, ba đây, cố lên con. Các con của ba. Ba xin lỗi đã không ở bên các con lúc nguy kịch thế này. Trận động đất bất ngờ quá, ba không ngờ được. Vâng. Thật không ngờ mày tình nghĩa đến vậy. Thì ra tình cảm chân thành có sức mạnh gấp trăm lần mệnh lệnh. Cảm ơn mày, vâng. Cảm ơn mày lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.